V Beauty and Clinic Thái Bình được thành lập vào năm 2019 là đơn vị đi đầu trong việc phân phối các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, song song với việc ứng dụng các dịch vụ chăm sóc và điều trị da công nghệ cao tại Thái Bình. Với mục tiêu hướng đến những giá trị làm đẹp bền vững, an toàn, V Beauty and Clinic tự hào trở thành điểm đến của hàng ngàn khách hàng có khao khát tìm kiếm sắc đẹp bền vững tại Thái Bình và nhiều tỉnh thành lân cận trong khu vực. Trân quý vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Á Đông, V Beauty and Clinic xác định tầm nhìn trở thành thương hiệu đi đầu trong việc phân phối mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc da công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái toàn diện về sức khỏe, sắc đẹp cùng phong thái đến cộng đồng chị em phụ nữ Thái Bình nói riêng, xa hơn là mục tiêu nâng tầm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Định vị rõ ràng sứ mệnh trên thị trường, chúng tôi hướng đến việc lan tỏa những công nghệ và sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, tạo điều kiện để mọi người phụ nữ đều có cơ hội làm đẹp, hoàn thiện chính mình, trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Cam kết nỗ lực không ngừng trong việc đem đến những sản phẩm cùng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, V Beauty and Clinic cùng đội ngũ luôn tìm kiếm và cập nhật những công nghệ mới nhất và nguồn sản phẩm mỹ phẩm uy tín trên thị trường làm đẹp, đặc biệt từ các cường quốc làm đẹp phát triển như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức. Liên tục mở các khóa đào tạo kiến thức cho nhân sự, mời đến các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu tại Việt Nam giảng dạy. Tất cả hướng tới mục tiêu phục vụ nâng tầm chất lượng dịch vụ đến khách hàng, những người trực tiếp trải nghiệm sự chuyên nghiệp và giá trị của chúng tôi. Điều này được kiểm chứng khi lượng khách hàng ghé đến V Beauty and Clinic ngày càng đông và tỷ lệ khách hàng gắn bó ngày càng nhiều. Với những đóng góp đến cộng đồng làm đẹp tại tỉnh Thái Bình, trải qua quá trình phát triển và cải tiến mỗi ngày, hiện tại V Beauty không chỉ sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao với trình độ chuyên môn sâu rộng, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe làm đẹp của không chỉ chị em Thái Bình mà còn hướng tới việc xây dựng cộng đồng kết nối sắc đẹp trên toàn quốc. Hoạt động nổi bật trong lĩnh vực phân phối mỹ phẩm và các dịch vụ chăm sóc và điều trị trên da như điều trị mụn, điều trị nám tàn nhang, nâng cơ trẻ hóa, chết lông. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, chúng tôi tự hào khi giúp đỡ hàng triệu người phụ nữ tự tin là chính mình. Trên tất cả, V Beauty and Clinic muốn truyền tải thông điệp đến tất cả những người phụ nữ. Dù bạn là ai, bạn luôn có quyền để bản thân trở nên đẹp hơn mỗi ngày.